Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản giúp gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Con người có thể không cần tôn giáo, nhưng tâm thức nên chứa tôn giáo. Tâm thức của bạn nên hướng về một vị bảo hộ. Ví dụ, người theo Công giáo hướng về Chúa, người theo Phật giáo hướng về Phật. Khi ta còn trẻ, con người thường không tin vào bất cứ điều gì, không tin vào thế lực siêu nhiên nào, nhất là những người chấp trước. Họ chấp tướng vào vạn vật, họ chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Giả dụ khi bên cạnh bạn có một người cực đoan với tâm linh hay là tín ngưỡng, bạn không nên khuyên nhủ họ vì họ chưa đủ duyên để khởi tâm. Đến giai đoạn sau trung niên, những hiện tượng không thể lý giải và cả những thất bại đều là tín hiệu đáng mừng, là giai đoạn để chuyển hóa, để con người bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh. Giai đoạn sau trung niên, con người dễ ngộ ra rằng có những việc không thấy chưa chắc đã không xảy ra. Ví dụ, mắt con người không thể thấy nào những từ trường ánh sáng quá thấp hoặc quá cao, hay cùng một hình dạng, cùng một màu sắc nhưng tốc độ xoay và ánh sáng khác nhau cho ra kết quả khác nhau về nhận thức của nhãn cầu. Khi con người có niềm tin về tôn giáo, tinh tấn tu tập, nhục nhãn sẽ chuyển hóa thành tuệ nhãn. Cũng con mắt trần ấy, nhưng nhìn sự việc thấu đáo hơn trước kia. Người có đức tin là người may mắn. Trong những lúc tinh thần suy sụp, trong thời khắc mà bạn không thể tin vào chính bản thân mình, nhưng kỳ lạ thay, vào lúc này chỉ có niềm tin tín ngưỡng là bất diệt. Bạn cầu nguyện vị thần của bạn phù hộ giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Vì thế đa phần người thành công sớm là người có đức tin sớm. Không ít các vị gia chủ trẻ tuổi nổi tiếng đã từng trò chuyện về tín ngưỡng với Khải Toàn. Họ cho rằng nhờ vào niềm tin tôn giáo, nhờ vào đó họ thêm nhiều động lực. Ai lại không thích mình được may mắn? Có cách đơn giản nhưng cần tìm đúng cách và sự kiên trì. Những thứ dễ dàng có được mà không vất vả sẽ chẳng thể tồn tại lâu trên thế gian này. Và đừng quên hành thiền mỗi ngày 5 đến 10 phút trước khi đi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Phong Thủy hoặc Khải Toàn Thiền Định. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.